gồm 10 câu hỏi, trong đó có một câu hỏi hình ảnh, một câu hỏi tình huống, một câu hỏi diễn tiện, một câu hỏi tiếng Anh, một câu hỏi đồ vật và 5 câu hỏi tự luận. Kết thúc trận 1 hoặc khi chưa đến câu 10 mà trên sàn thi đấu không còn bạn học sinh nào thì 10 thầy cô trong đội cứu trợ sẽ tham gia vào trò chơi vận động để cứu các bạn trở lại sàn thi đấu. Các bạn thí sinh đã nắm rõ thể lệ của cuộc thi chưa? Các bạn thí sinh ơi, có muốn nghe ý kiến của các bạn nào? Các bạn đã sẵn sàng và đã nắm rõ thể lệ cuộc thi chưa? Xin cảm ơn các bạn. Cô Hiền ơi, con xếp cả các bạn thí sinh của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý cũng như kiến thức chưa nhỉ? Con vẫn có cơ hội. Vâng, Tê đứng ở phía dưới này cùng với 60 thí sinh, 60 học sinh tiêu biểu xuất sắc đại diện cho tất cả gần 2.000 học sinh của trường, đại diện cho 42 tri đoàn của chúng ta. Vâng, tất cả các bạn đang có mặt trong hội thi dân chức vàng, cuộc thi đặc biệt lần đầu tiên chúng ta tổ chức. Tất cả những gương mặt tôi thấy rằng đến sự cá bổi đây, tất cả các em đều rất phấn khởi, háo hức đang chờ đợi cho cuộc thi. Và trên tay các bạn đã có phần bảng, và tôi thấy rằng là các bạn đã có những ký biểu tưởng cho bảng của mình rất là nổi bật và rất là ý nghĩa, và chắc chắn là các bạn sẽ rất là hồi hộp. Em có cảm tưởng gì cho buổi thi ngày hôm nay? Em rất là hồi hộp đúng không nào? Thế còn em thì sao? Thế còn em thì đã chuẩn bị gì cho buổi thi ngày hôm nay? Em chưa chuẩn bị gì cả. Một câu trả lời rất hồn nhiên nhưng chắc chắn trong cái câu trả lời đó thì em đã phải chuẩn bị rất là nhiều. Vì nhiều quá nên ngày hôm nay chắc nào cũng còn bay biến thì bất đúng nào. Cô chúc em thành công cuộc thi ngày hôm nay. Và tất cả 60 các bạn thí sinh, các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu các bạn sẵn sàng cùng đến với cô, 1, 2, 3 sẵn sàng đồng minh không? 1, 2, 3 câu hỏi dễ nhất. Trạng 1 xin được bắt